Rồi, xin chào tất cả mọi người. Đấy, hôm nay sẽ chia sẻ với mọi người về chia cong vẹo cuộc sống cho cháu gái ở trong Sài Gòn ra nhà để ở Phú Yên nhưng ở sống trong Sài Gòn. Đi ra hôm nay được hơn chục hôm rồi. Có cải thiện. Rất tốt. Ban ngày đông bệnh nhân quá, mới chữa được qua thôi, mới kéo thôi. Bây giờ buổi tối tranh thủ chữa tiếp. Chữa cô gái này. Đây, các bạn thấy lưng hôm nay đẹp thế này rồi đây. Này không sợ đế chồng được. Hà Lam chào bạn, chào Hà Lam nhá. Em làm thế hết phần mọi người rồi, không hết phần đâu chị Thu Lê ơi, chữa cong vẹo cuộc sống có châm cứu không em? Không 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 cần châm cứu nhá Tuyết Phạm nhá. Cái chữa châm cứu thì chữa chữa những bệnh về thần kinh thôi, đau thần kinh thôi chứ còn bệnh xương này cong này châm cứu không giải quyết được nhá. Đây. Cái ngày hôm nay là chữa hai lần, chữa sau khi nắn chỉnh rồi. Bây giờ kéo. Đấy. Phương Chi năm nay là 25 nhỉ? Dạ. Con heo đúng không? Dạ. Ngoài Bắc gọi con lợn. Cô này là cầm tinh con lợn. Đấy. Đau không? Đấy, cái cột sống nó dẹp. À, đỡ hơn mấy buổi trước rồi, mấy buổi trước sờ đau lắm đúng không? Cô bé này trông nhỏ nhắn này thôi nhưng 25 tuổi rồi đấy. Chào Tạ Thị Doan, nhàn thường. Chúng ta vẫn còn rất nhiều người. Alo, anh ngủ chưa ạ? À, chào Lam Thư Nguyễn. Anh đang chữa bệnh, đang live stream em ơi. Vũ Dũng ơi, chị bị đau lưng rồi. Hu hu hu. Chị Thu Nê ơi, đi lên trên này ở đi. Đi lên trên này vui lắm. Đang có rất đông bệnh nhân ở xa đến đây đây chị. Vui lắm. Hôm nay mới có hai mẹ con ở nhà Đắk Lắk nhỉ? Đắk Lắk nhưng mà ở chỗ nào Đắk Lắk ấy nhỉ? Đấy, có hai mẹ con ở Đắk Lắk ra đây rồi. Chị Thu Nê ra đây ở cùng cho nên đây ở cùng cho vui đi. Cô Thu Hạ Long ơi kìa. Hôm nay nên em một tuần hoặc chục hôm đi chị Thu Nê ơi. Bữa nay nên đông học trò rồi. Thầy có thời gian để chữa tập trung hơn rồi. Bữa trước phải làm nhiều việc phụ quá. Đấy, các bạn thấy không, lưng của cô gái này giờ rất đẹp rồi, nhìn như này không ai phát hiện được là cong vẹo cuộc sống. Này Trang ra đây thầy cho xem này, nhìn này thầy đố phát hiện được là cong vẹo cuộc sống đấy. Đấy nhìn đi, đố mà thấy được cong vẹo luôn à, quá tuyệt vời luôn. Để hết ngủ rồi, sắp sinh gái rồi. Sắp sinh gái rồi. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Chiều mai chị đến nhé. Ok chị lên đây đi. Lên đây không phải về Gia Lâm nữa đâu, đi cho mệt. Chị cứ ở đây cho vui. Ngày em bấm huyệt cho hai lần. Vừa châm cứu vừa bấm huyệt vừa kéo cột sống cho. Nhanh tác dụng lắm. Lâu quá hôm nay mới chào hỏi nhau được, thế giờ vẫn còn làm việc. Lê Bằng, à ôi mình nhớ bạn rồi, lâu lắm hôm nay mới chào hỏi nhau được, đông quá thế giờ. À chào Lê Bằng nhá, tớ nhớ bạn rồi, tớ lâu lắm cũng mới hôm nay mới nói chuyện với bạn. Ra đọc comment cho thầy. Đây các bạn thấy không, quá vi diệu tuyệt vời luôn. Chị Thu Nê ơi, em cho chị Thu Nê xem này, quá tuyệt vời luôn này. Cái lưng của cô bé này bây giờ mà nằm úp người này nhìn là không, gần như không thấy cong vẹo mấy nữa rồi, chỉ còn có một tí gồ thôi. Quá tuyệt vời luôn đấy.
Đấy, quá tuyệt vời luôn. Này, đây, ấn chỉnh từng tí một vào, nó vào được cột sống. Thế là chi hôm đi làm thế nào vào biết thầy? Dạ, lên YouTube thêm tìm thầy. Em gõ vào gì? Từ cốc về cốc xác. À thế, thế nào ra thầy hay ra người khác? Dạ, thầy có nhiều người khác nữa nhưng thầy ở đến cùng. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Mình xin địa chỉ với, con ra đây con đọc cho cô ấy. Mình ở số nhà 73, phường Na Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nhé. Mình số điện thoại của mình là 0962 602 799. Mình đọc lại một lần nữa nhé, là số điện thoại 0962 602 799. Và Vũ Dũng chỉ dùng duy nhất một số điện thoại này để liên lạc với mọi người thôi nhé. Nếu mà có số nào lạ thì điện đến toàn là giả mạo đấy, chứ không lại bảo là thầy Dũng bảo điện là không phải đâu. Đây mọi người thấy không, đây nắn từng tí cột sống rồi vào thì nó mới vào được, không phải đơn giản đâu. Dung Ngô có nghe được không? Ôi này mình đang ấy, có người nhắn tin nhắn này, mình có thể trả lời tin nhắn cho người ta được không? Messenger ấy. Được không? Nó có bị gián đoạn livestream không? Không á? Thế cái ấy thử ra nhắn cho thầy xem nào. Thấy chưa, quá tuyệt vời luôn. Từng tí một nó sẽ vào cuộc sống. Cái này ăn đỡ đau rồi đúng không? Dạ, mấy bữa đau rồi. Ừ. Nhưng bữa nay kéo có thấy mỏi người không? Mấy bữa đau mỏi thôi, còn dần dần thì nó bớt mỏi ra. Đây này, đấy. Quá tuyệt vời luôn nhỉ. Lưng đỡ, nhìn nằm này không ai nhìn đến lưng cong vẹo rồi. Đấy, nếu mà nhìn thẳng camera này không ai nhìn rồi. Cong vẹo rồi. Vẫn đang chạy ở đây. Yeah.
Thư Nguyễn. Chào Lam Thư Nguyễn. Quá tuyệt vời luôn. Tất cả đều cong về bên phải nhỉ? Yeah. Đều nghiêng về bên phải, đa số đều nghiêng về cái bên này. Rất hay, mình buồn cười. Trời đang sớm mưa cái này, ấn chỗ này cũng đỡ đau rồi hả? Đỡ đau rồi đúng không? Chỗ này mà đau sau này mà có chồng chửa đẻ vào một con cong nó nặng, chỗ này là đau lắm này.